xong rồi, khỏi khách thì lấy đi. Ờ. Các anh em cần bán nhà gấp. Anh em gara mình biết ai có nhu cầu thì giới thiệu em với. Bán cho nhanh, em hứa hậu tạ. Ủa, là sao? Là như nào đấy Sơn ca ơi? Mày giấu giếm cái gì đấy? Không gì sắt ạ. Em bán nhà trả nợ thôi, cho đỡ gánh nặng. Các anh cố gắng tìm mối ngon cho em. Khách nào càng trả giá cao thì tức là các anh càng thương yêu em. Gọi môi giới đi cho nhanh, họ có kỹ thuật làm giá đấy. Nhắn gì mà dài đấy? Anh đọc trộm tin nhắn của em à? Mất quan điểm đấy nhở? Đã đọc trộm tin nhắn rồi còn làm tổn thương. Đưa tiền đi. Nhanh lên. Nếu anh không muốn em công bố cho cả trong Hòa Bình để biết anh xâm phạm đời tư cá nhân của em và biến thái. Hai slope vào việc. Có chuyện gì? Con chim lợn nó định em chim lợn bán nhà. Lại giao bán nhà? Vâng. Ông anh Flo à? Thế tao đứng tên của em không tranh chấp gì cả. Em đợi người ta đặt cọc đủ tiền nhà sẽ ra ngân hàng để rút sổ về. Ok, anh cứ qua chụp ảnh thoải mái đi. Ông em đang ở nhà đấy, có gì thì gọi cho em. Ok anh. Sao lại giao bán nhà? Bố em được tiền đặt cọc của người ta, bây giờ họ kiện bị bắt giam rồi. Nhiều tiền thế à? Cọc của người ta mấy trăm triệu, bây giờ mà không trả thì họ sẽ không bãi lại. Thế bán nhà xong, ông với em ở đâu? Em tính sẽ đi thuê trọ. Bán nhà xong, một phần trả nợ ngân hàng, một phần trả nợ cho bố. Phần còn lại em tính làm sổ tiết kiệm để dưỡng già cho ông. Sau này nếu có cần, cũng không phải chạy ngược chạy xuôi để đi vay nữa. Em tính như vậy cũng được, nhưng anh chỉ sợ bố em ấy. Ra ngoài rồi lại ngựa quen đường cũ. Thì kệ thôi, bán nhà là sự giúp đỡ cuối cùng rồi. Sau này nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, em cũng sẽ không quan tâm. Thôi, nhà có việc thì cứ nghỉ đi. Không cần đâu, em vẫn đi làm bình thường được. Anh bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi. Tâm trạng như thế, làm sao mà làm việc được. Vậy anh sẽ bảo Trung chấm công cho.
em xin nghỉ ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Em về đây. Đám đuối.